Đây là anh sang đây xong rồi là mọi người dùng hả? Đấy, em ngồi đây cho nó đỡ bị chéo mắt đi anh. À không, anh nhìn được. Có thể ngồi ở đây với chị không? Nếu mà em ngủ thì anh chị vẫn ngồi ở đây, anh hiểu không? Ok, rồi trước chúng ta học một số cái từ vựng liên quan đến quần áo này thì nhà lớp cũng ôn lại nhớ. Đầu tiên là chúng ta được làm quen với váy đúng không ạ? Váy có tiếng Trung nói nào mọi người? À rồi, thế một cái váy thì nói sao? Một chiếc你们喜欢什么颜色的包包？几个美女？喜欢什么颜色的包包？什么颜色？黑色。粉色。粉色，OK，青蛙。喜欢什么颜色？黑色，OK，青蛙呢？黑色。 白色好，可以。一样，都喜欢黑色。哦，好的。对，那接下来的好，帽子，你们两个。帽子。帽子，这个你要给补钢丝。帽子。OK，绿帽子很好。那的。袜子。一双。一双。帽子。 rồi, tương tự như vậy thì ta có một đôi giày là gì ạ? Một双鞋子. À, ok, hẳn hả, một双鞋子. Rồi, một chiếc áo sơ mi nào? Một件衬衫. Hẳn hả. Nhiều bình thường chuẩn chân sàn mà? Nhiều bình thường chuẩn chân sàn mà? 不平时穿，不常穿，青蛙，哎，穿，今天也穿哈，穿衣呢，不怎么穿，不怎么穿，你有点，不怎么穿，你把公公脚还没了，呀，空还蛮了，嗯，好，我也看到，彪哥呢？ 平时穿衬衫吗？不常穿，不常穿。黄龙，黄龙今天穿，我常穿。那同学们，今天黄龙穿什么颜色的衬衫？衬衫穿什么颜色的衬衫？ 衬衫呢？这边。哎，这边多了。什么颜色？黑色。黑色很好。那素哥呢？你常穿那个衬衫吗？我常穿。好，OK，很好。那接下来呢，咱们再讲好一个词，那个词裤子，对吧？ 某个管，某个管，你念啊？一条裤子，hai cái quần。OK, rồi thì liên quan đến cái việc là về size hay là kích cỡ của quần áo thì chúng ta sẽ có hai cách nói đó là gì đấy ạ? Thứ nhất là tua大，嗯，tua大号啊，tua大码啊，如果是号，nếu mà là号，我们怎么说？ 你刚才怎么来下面？大小小号和中号和那个码呢？码怎么说 ？S 码 S 码 OK M 码对，还有 M 码 OK M 码 L 码对吧？很好。那我感觉这玩意儿你哪？你刚才想哪里？ 你觉得？那你觉得？
Cái váy này như nào? Chưa一条裙子怎么样？cái váy này cũng khá đẹp chứ. Nói sao nhỉ? Rất đẹp, rất là vừa mắt. Học khan. À, học khan, hấn học khan, hấn theo ạ, đúng không? À, ok, rồi. Thế cái váy này hợp với bạn lắm đấy. Bạn mua đi. Chưa, được rồi, nào thì kiểm tra lại một chút về màu nhá. Mà chúng ta có màu đỏ gì ạ? Hồng sơ. Ok, màu cam. Trắng sơ. Vẫn hảo màu vàng. Hoàng sơ. Ok, rồi màu xanh lá. Lư sơ. Lư sơ. Ok, rồi màu xanh lá trời ạ? Lam sơ. Màu tím. Tử sơ. Ok, màu hồng phấn. Phấn sơ. Màu đen nào? Hay sơ. Màu trắng lá. Bài sơ. Ok, hẳn hảo. Rồi. Nâu xưa, trung xưa. À, màu nâu hả? Trung xưa, đúng rồi. À, bây giờ cô sẽ tắt bài test nhá, bài test nhỏ nhỏ của buổi ngày hôm nay. Mọi người sẽ có 10 phút làm bài. Và sau 10 phút chúng ta sẽ có 5 phút để chữa bài. Chị có bút không? Rồi ạ. Tí nữa chúng ta sẽ chấm chéo nhá. Khi mà đã làm xong bài tập chúng ta sẽ chấm chéo. Cái gì khoảng quá. Nào, 10 phút bắt đầu bây giờ là 18 giờ 12 phút nhé. Đến 18 giờ 22 phút chúng ta sẽ dừng bút và chúng ta chữa bài. Mọi người ghi tên nhé. Cái này nó nhìn thấy cái dòng ở bên trên không ạ? Đó, ghi họ và tên của mình vào nhé.
thu nhắn cho hỗ trợ mở sách vở nhé. Không được lên quy mô gì nữa nhé. Đừng mở sách vở ấy, chắc chữ ạ. Thank you.
nó còn 4 phút nữa là ngồi nhá. Mọi người nhớ ghi tên vào bài nhá, để chúng ta sẽ chấm chéo đấy. Thì sẽ không biết bài của ai khai đâu ạ. Có số 10 ạ.
你的鞋子穿多大码？你的鞋子穿多大码？答案啊，被总共问一个普通大人的答案是啥 ？C A B A C B A B C A， 对啊。bây giờ mọi người sẽ ghi chấm điểm cho bạn học của mình nhá. Ví dụ là 10 câu thì được 30/10, cái chấm ở trên này, chấm ở trên góc này, nhá. Cho em hỏi là cái câu 6 ấy. Chị thiên chào sang mama kế quả xua là chào phan luôn. Thì là cái buổi sáng đấy là người ta ăn cơm luôn, ăn cơm luôn buổi sáng, hay là trung phan là mẹ nấu cơm đưa cho bạn ấy để bạn ấy mang đi làm hay đi học gì đấy để bạn ăn cơm trưa. Chào mama kể ủ chua là chào vậy. Mình sẽ nghĩ luôn đến là mẹ làm bữa sáng cho tôi. Nhớ. Đúng không ạ? Còn em thì em hiểu là mang kiểu ví dụ như là mẹ làm cơm hộp con mang đi ăn buổi trưa. Ừ, em thì buổi sáng là đã nấu không rồi. Ừ, em thì cũng thở phào vấn đề quá. Buổi sáng thì sẽ nấu luôn bữa sáng cho mẹ ăn. Thế nếu mà mẹ làm nấu buổi sáng cơm mang tôi ăn buổi trưa thôi. Thì mình nói nào? Chín chiên chảo sao? Thế theo cô đấy mình sẽ nói nào? Theo bản thân em, cô đấy em sẽ nói nào? Cô nào? Cô 6. Cô 6 em chọn trung phan. Ừ, em chọn là trung phan đúng không? Ừ, trung phan là gì? Là cơm trưa. Không phải, trung phan không phải là cơm trưa. Cơm trưa là? Cơm trưa là gì cả đó? Phủ phan. Thế nên mình vẫn chọn. Ừ. Chọn thì thật ra là cái câu này, thật ra là nếu mà chọn là ủ phan thì cũng được. Thế nhưng mà nó sẽ không hợp lý cho lắm. Em hiểu không? Nó sẽ không hợp lý cho lắm. Thế nếu như mà nói là cái câu này thì sáng nay mẹ thôi nấu bữa trưa cho tôi cầm đi thì nó sẽ hợp lý hơn. Nếu đây là buổi sáng mẹ tôi nấu làm bữa sáng cho tôi. Thế nếu như theo em, nếu mà nói là câu này mẹ buổi sáng nay mẹ tôi nấu cho tôi bữa cơm tôi cầm đi làm thì em sẽ nói như nào? Nếu mà em nói như này thì liệu em có bộc lộ hết được cái ý biểu đạt của em cho mình nghe đúng không? Có hiểu được ý của em không? Đúng không? Thế nên câu đơn giản nhất là chúng ta có thể hiểu được là cái buổi sáng thì sao? Buổi sáng ngày hôm nay mẹ tôi nấu buổi sáng cho tôi. Thế nên là cái cách mà đơn giản nhất mình có thể hiểu cái nghĩa của câu này mình chọn được đáp án, đúng không ạ? Nhá. Rồi, còn câu nào thắc mắc không ạ? Thế bây giờ chúng ta sẽ đọc trên kết quả của Chi Hoa đi. Chi Hoa là đại của ai chấm? 5/10. Anh không chấm ạ? 5/10, ok rồi. Của Tú Như ạ? 3 điểm. 3 điểm ạ? Không nhớ bắt chữ hả? Đấy hả? Thế bây giờ sách giờ bỏ không trang gì mà. Nào Trang Anh ạ? Bài Trang Anh chấm 10. 4/10, ok. Bài Phương Anh ạ? Phương Anh bài chấm ạ? Em ạ? Em chấm bài của chị Mơ được bao nhiêu? 1/10, quên nào bài của bạn Long Anh chấm ạ? Em ạ, 8/10. 8/10, hả, ok. Nào bài của anh Tùng Anh chấm. Chẳng là thoải mái đi. Không, người anh Tùng nay một tim với cả anh chị nhá. Đúng không ạ? Rồi mọi người cũng hết bài này gửi cho cô giáo ạ. Ghi vào đây chứ. Ghi tên chưa ạ? Ghi tên và ghi điểm chưa ạ? Ghi tên ghi điểm nhá. Cô giáo chỉ xem qua thêm bằng còn có lại kết quả nữa. Còn bài của ai không ạ? Còn lại kết quả, xong rồi thì buổi sau cô giáo sẽ trả lại cái tờ này cho mọi người nhé. Mọi người về, mọi người làm mưu cũng được, xem lại bài của mình cũng được nha. Rồi hôm nay chúng ta sẽ vào bài mới nhé. Buổi hôm trước thì chúng ta đã đi hết hai bài khóa rồi đúng không ạ? Hôm nay chúng ta sẽ vào bài tiếp theo, đó là bài thứ 5, người rửa sách. Bài thứ 5, trang 51. Mời đọc chủ đề nào. Cái bài năm là gì ạ? Trong mùa
你这个周末什么时候有空？ OK， 那我再读一遍呢？ 你这个周末什么时候有空？ OK，很简单。你这个周末什么时候有空？OK。Rồi, bây giờ ta sẽ vào bài nhá. Thì cái câu này tạm dịch là cuối tuần này khi nào bạn bạn rảnh đúng không ạ? Rồi. Bài này thì chúng ta cũng có khá là nhiều những cái từ vựng mà chúng ta đã học rồi mọi người ạ. Đó, nên là chúng ta sẽ khá là nhẹ nhàng trong cái bài này. Đầu tiên là chúng ta có từ gì đấy? Lượng từ way. Ok, lượng từ way học chưa? À, lượng từ way học rồi, đó là vị đúng không ạ? Thế vị, một vị giáo viên nào? Một vị giảng viên, một vị giáo viên nào? Nó sẽ nói là gì đấy? Ý vị lão sư hẳn hỏ. Rồi, một vị giám đốc. Ý vị chiên lý hẳn hỏ. Nào, một người bạn. Ý vị phóng hiệu. À, tại vì chúng ta thật sự làm sao đây ạ? Coi, coi trọng người bạn đó nhá. Thì chúng ta có thể là lưỡng từ vị để biểu đạt. Có mặt ý vị phóng hiệu. Có đó. Thế bây giờ gọi điện thoại nghe nào. Quế. Ok, quế, alo đúng không ạ? Nào đọc câu ví dụ nhá. Vừa nãy... Phan Nhi đọc nào. Em